Chăm chú lắng nghe. Lắng nghe là cách giao tiếp với người khác hiệu quả nhất, cũng là thể hiện sự tôn trọng với người khác. Khi bán hàng và gặp phải khách hàng có ý kiến phản đối, nhất định phải chú ý lắng nghe xem khách hàng đó phản đối về vấn đề gì. Sau đó căn cứ theo tình hình thực tế nêu ra suy nghĩ để thuyết phục họ, tuyệt đối không nên ngắt lời người đối diện. Như vậy bạn sẽ không nhận được thông tin mình cần. Hãy theo dõi câu chuyện sau. Nhân viên tiếp thị. Tổng giám đốc, theo quan sát của tôi về quý công ty, tôi phát hiện chi phí bảo dưỡng của các ngài đắt hơn nhiều so với mức giá của chúng tôi. Có đúng vậy không? Khách hàng. Tôi cũng cho rằng chúng tôi tính toán chưa kỹ. Tôi thừa nhận các anh phục vụ rất tốt, nhưng về mặt điện tử thì các anh vẫn thiếu. Nhân viên tiếp thị, xin lỗi, cho phép tôi nói thêm một câu, nhưng có một điểm tôi phải nói cho rõ, không ai là thiên tài sửa ô tô, yêu cầu phải có kỹ năng và thiết bị đặc biệt, ví dụ như các dụng cụ chuyên biệt. Khách hàng, đúng thế, thế nhưng anh đã hiểu sai ý tôi muốn nói. Nhân viên tiếp thị, tôi hiểu ý của ông. Cho dù thợ của ông có thông minh nhưng không thể làm việc tốt trong điều kiện không có thiết bị chuyên dụng. Khách hàng, xin chờ một chút anh X, chỉ chờ một phút thôi, hãy để tôi nói một câu nếu anh cho rằng. Trong đoạn hội thoại này, nhân viên tiếp thị đã liên tục ngắt lời khách hàng. Đây là điều đệ kỵ trong việc tiếp thị. Nếu giao tiếp như vậy, việc tiếp thị chắc chắn sẽ không có cơ hội thành công. Hãy để khách hàng nêu ý kiến của họ, cho dù bạn biết câu tiếp theo họ muốn nói gì thì cũng không nên ngắt lời. Đối với ý kiến hoặc câu hỏi khách hàng nêu ra, hãy chăm chú lắng nghe và giải đáp khéo léo. Không có khách hàng nào thích một nhân viên tiếp thị tự cho là mình thông minh, trừ phi người nhân viên đó thể hiện có hứng thú với câu hỏi của khách hàng. Nếu không sẽ không bao giờ được khách hàng tin tưởng.